của anh họ họ làm á, còn những cái là để thôi mình làm đây. Mà phá tài khoản khác, đăng nhập vào tài khoản khác, tài khoản mà đổi á. Đường mô đây là tổng giám đốc này, băng khén này, cái này là từ làm đúng không? Hả? 40 triệu đúng không? Vì lừa bao nhiêu tiền? Hả? 40 tiền mới phụ ảnh ra tiếng rồi đầy đủ trắng đổi thẻ đó không từ từ là xong nữa đúng cái chủ cái nó đây cái chính đổi vào đây hẳn phải con lịch sử đấy nhá biết xóa mà được lương mà nghe bình thường đăng nhập